Chào các bạn, tóm tắt tập trước, mình đã tìm thấy một căn cứ có khoảng 6 thành viên tim đỏ. Sau đó thì ngay lập tức mình đã dịch chuyển 6 thành viên này về căn cứ của mình và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thêm những người đồng đội khác. Tuy nhiên thì về đêm các ký sinh trùng sẽ rất là nguy hiểm nên là mình đã quyết định ngay lập tức trở về căn cứ. Mình sẽ chữa và nâng cấp lại hệ thống hàng rào phòng thủ và tiến hành lắp lại tất cả các hàng rào dung nham. Từ bây giờ thì căn cứ của mình đã khá an toàn để chuẩn bị cho 3 đợt xâm lược còn lại. Liệu mình có thể sống sót được trong những ngày tiếp theo hay không? Chào mừng các bạn đến với tập 21 của Minecraft Last Day so với mình đi. Và không ly thi thêm nữa. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Crest 2K9 chào tất cả các bà con đến với tập 21 của lại Minecraft Last Day của mình đi. Nói chung thì trong thời offline thì mình cũng đã xếp đồ lại các thứ rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với lại cuộc xâm lược lần thứ 7. Lần này thì mình nghĩ nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Nên mình định là xây dựng một cái lớp hàng rào lava cách cái máy của mình nó tương đối xa xa chút xíu. Thì chút xíu mình sẽ xây luôn các bạn à. Mình nghĩ là sẽ xây trong hôm nay luôn. Và chúng ta sẽ tiếp tục nâng cấp căn cứ cho nó an toàn. Chứ mình nghĩ như thế này thì rất là nguy hiểm. Tại vì tụi quái vật nó có thể phá được hắc diện thạch các bạn à. Nhất là tụi ký sinh trùng mà level 3 đấy. Những con mà adapted ấy, những con đó thì nó sẽ phá được block rất dễ dàng. Nên mình sợ có một con adapted bay nó vô nó tấn công căn cứ của mình thì nó cực kỳ là quan ngại luôn. Ở đây mình kiểm tra còn track xíu nha. Hình như là mình chưa có hoàn thiện được cái gì hết á. Ở đây là nó kêu mình nói chung là kêu những cái người này thôi, không biết là team xanh hay team đỏ. Nhưng mà mình chưa có hoàn thiện nên nó chưa để là claim require này. Ok, thôi kệ đi, cái này mình cũng không quan tâm cho lắm. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ tiến hành đi trồng cây. Ủa, các bạn có nghe tiếng con ký sinh trùng không? Mình có nghe đấy. Sợ thật sự. Ơi, bây giờ chắc là chúng ta nên nên xây dựng cái lớp lava. Đây, mình sẽ lấy hắc diện thạch rồi mình đặt nó ra cao cách vài ô, ra tầm tới đây. Sau đó mình sẽ cho lava chảy xuống chỗ này. Đó, thì như vậy là nó sẽ cực kỳ là an toàn luôn. Và nếu mà có như vậy thì không an toàn lắm các bạn ạ. Tại vì như vậy mình đâu có nhìn ra ngoài được để mà mình có thể chống chọi được đâu. Mình phải nhìn ra từ xa cơ. Nên chắc là mình sẽ làm bức tường lava nó sẽ cao ở đây. Nó sẽ tầm cỡ nào cũng vậy, nó cũng hơi khó nha, hơi khó triển khai chút xíu. Tính ra nó cũng tương đối quan ngại. Vậy trước tiên bây giờ mình chỉ cần xây cho cái máy mình nó xa xa chút xíu các bạn à. Tại vì có một vấn đề là các bạn nhớ cái đợt xâm lược lần trước không? Những con bay ấy nó có thể phát nổ kiểu là cũng hơi ảnh hưởng vô phía trong ấy. Thì như vậy mình sợ sẽ ảnh hưởng tới team của mình. Thì nó cũng tương đối khá là đáng sợ nên mình sẽ định xây cao thêm và đặt lava ở trên cái máy thôi. Đó, rồi có gì thì mình vượt qua cái đợt xâm lược này ấy, sau đó thì mình sẽ tính tiếp tới cái bức tường lava cao nhá. Thì chắc là mình sẽ để dành tới ngày cuối cùng rồi mình làm luôn cũng được. Ok, bây giờ trời tối rồi, chắc là mình sẽ đi ngủ thôi. Đi ngủ. Mình sẽ xuống tầng 1 ngủ các bạn ơi. Ngủ trên tầng 2 nó cũng khá là quan ngại đấy. Máy này nó rùm lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xuống khu vực phòng của mình. Chỗ này chắc là... Oh my god. Có ký sinh trùng ở gần rồi, mình sẽ cần ra giải quyết quá. Mình nghĩ là một là nó ở dưới hang, hai là nó bay quanh quẩn ở đâu trong đây này. Không biết là bây giờ có mấy con ký sinh trùng bay chưa? À đúng rồi, trong series này mình chưa thấy mấy con ký sinh trùng bay bao giờ hết á. Ok, hiện tại thì mình chưa thấy có gì đặc biệt hết. Ok, cứ từ từ thôi, không sao. Phương đó là yên tĩnh các bạn à, nên chắc là mình đi ngủ được đấy. Ở tầng 1 nó không cho mình ngủ nên mình cũng đang... Ơi, ngủ đây có an toàn không? Ngay cái đường đi ra đi vô mình hơi sợ nha. Ủa đây mình nghĩ sao không an toàn nó, dưới cầu thang thì sao? À, ngay cửa chắc là được. Ok. Nghe tiếng ký sinh trùng. Nghe tiếng ký sinh trùng kêu các bạn à. Đáng sợ thật sự. Ok, để xem coi, để mình kiểm tra lại xem coi. Mình nghe tiếng của con ký sinh trùng với con human đấy. Tại sao nó ở đây ta? Hình như nó ở dưới á, ở dưới cái tầng hầm này. Ok, bây giờ sau bắt đầu ngủ từng đêm mình lại thấy nó hơi khó khăn rồi đấy. Chắc do mình hơi lo thôi, chắc là không sao đâu. Bây giờ thì mình sẽ chui vô cái trong nhà này mình ngủ xem. Vô trong đây ngủ được không? Vô trong đây thì không ngủ được, có nghĩa là nó ngay dưới nhà này là của mình luôn. Và là cái phòng này nó cũng không an toàn lắm nghe. Ok, lên tầng ha, lên tầng ngủ, lên tầng chắc được. Ok. Rồi, lên đây ngủ thì có cái máy nó bảo vệ mình. Để xem. Thời gian cho thì cũng tương đối nhanh, không quá chậm. Như vậy thì mình có thể phòng thủ tạm ấy. Bây giờ thức dậy một đêm nữa. Ồ, hú hồn có tưởng con ký sinh trùng nào. Ok, kiểm tra xung quanh thì không thấy có gì đặc biệt hết, đi ngủ tiếp được rồi đấy. Mình hơi lo xa rồi các bạn ạ. Thông cảm nhé, tại vì chúng ta mới sinh tồn tới ngày 60 mấy à. Mà mình sợ là chúng ta sẽ hẹo khi đang trong căn cứ ấy. Ok, như vậy thì quá tốt rồi. Vậy thì tiếp tục
mình sẽ đi trồng cây và chúng ta sẽ đi mai thêm một ít đá để mà mình về mình nâng cấp lại cái máy cái đã ha. Có lẽ trong tập này chúng ta cũng sẽ dùng tới lava đấy. Ok, được được. Bây giờ mình sẽ cần lấy thêm một ít block. Chúng ta sẽ có đất này, có đất, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trồng cây. Mình nghĩ là sẽ trồng 8 cây này, 8 cây này và 2 cây này. Ok, vậy được rồi, không có cần gì nhiều đâu. Thêm vào đó thì mình sẽ đi mai. Cái cây cấp kim cương của mình nó cũng gần hẹo rồi, nên cho chúng ta phải làm thêm cây cấp kim cương mới. 1, 2, 3. Đó, như thế này chắc được. Đấy, ổn định lên. Mình làm như thế này. Ở đây có 8 sắt của mình đi mai sẵn này, mình lấy ra để mình có thể nung lên đấy. Rồi, nung lên sẵn luôn đi. Chúng ta có thêm 8 cái pho sắt nó cũng khá là được trong cái việc chế tạo đạn đấy. Tuy nhiên bây giờ thì mình sẽ cần đi mai, cũng như là đi trồng cây gây rừng các thứ. Tính ra cũng an toàn phết. Bây giờ làm cái đường đi ra nó mới là khó này. Bây giờ làm sao để đi ra ta? Trời ơi, đang đọc block ra các bạn ơi, cái beacon nó mọc lên. Sợ thật sự. Ơi bây giờ liệu ra ngoài đường không mặc giáp liệu nó có an toàn nữa không nhỉ? Đang đi ra luôn á bro. Con Raptor, mình giết nó xong nó mọc cái cây đó lên ấy. Mình nghĩ là cái đường này sẽ là đường mình vô tạm, chút xíu mình sẽ vô đường này luôn đi. Rồi mình sẽ phá block sau ha. Vô mỗi lần ra vô nó sẽ tương đối top block ấy. Ok. Rồi, tạm thời như thế này. Bên ngoài thì có tuổi ký sinh trùng một ít, không quá nhiều. Nhưng mà cũng hơi đáng sợ. Rồi, ở đây cho mình sẽ trồng vỏ thôi. Chim đến cục à? À không, con chim bình thường thôi. 2, 3, 4 à, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 à, khi mà nó vừa lên cây xong rồi mình sẽ thu hoạch liền rồi chúng ta đi vô nhé. Mà cái này nó cũng sẽ hơi lâu để mà nó có thể mọc lên ấy. Nên thôi cứ từ từ cũng được. Mình chờ mấy ngày sau thu hoạch cũng được ha. Ở đây chúng ta sẽ trồng hai cái cây này. Đó. Và chúng ta sẽ trồng 16 cái mầm này. Rồi, khá là được. Cái gỗ này nó cho mình khá là nhiều này, khá là được. 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ tiếp tục 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12. Ok. Như vậy thì chúng ta đã xong được cái phần trồng cây gai rừng rồi ha. Tiếp tục để xem coi. Buổi sáng thì tụi này nó bị despawn dần hay sao ấy, nên mình cũng đỡ lo. Quên, mình quên lấy cái mặt nạ ra để chúng ta có thể đi mai rồi. Thôi kệ đi, không cần thiết cho lắm. Mấy cái action này có tác dụng gì vậy ta? Kiểm tra thì nó không có tác dụng gì hết nên thôi mình không lấy ha. Cái đó, mấy cái vỏ trứng bình thường ấy. Ok, bây giờ thì mình chỉ cần đi mai một mớ đá. Ui cha mẹ ơi. Ôi, xê bà. Ok, mình phải nhảy đều đều lên như thế này. 2 stack à. 2 stack thì nó không nhiều cho lắm á. Mình nghĩ nó sẽ cần đi mai thêm. Ở đây mình có một ít dưa hấu có thể đem dùng được này. Cái núi bên kia nó có muối không ta? Núi bên kia nó có muối này. Đi hơi xa nhà tí nhưng mình nghĩ chắc là ok. Buổi sáng mà, mình sẽ đi trước chiều rồi chúng ta đi về ha. Ok, ở đây chúng ta sẽ bên mai thêm một mớ nữa. Lên cao cao đi để không mình rớt xuống dưới nó mệt lắm. Đó các bạn thôi. Đó, đợt này thì được nhiều này. Rồi, bao nhiêu đây mình nghĩ chắc là đủ để cho hoàn thiện được cái phần máy của chúng ta rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi mai luôn hả ta? Cái núi này có vẻ nhiều, nhiều nha. Nhưng mà người mình tương đối nặng rồi, chắc là mình sẽ về mình nâng cấp căn cứ trước đi. Rồi chúng ta đi mai ở trong tập sau. Khi nâng cấp xong thì mình sẽ đi mai. Dù gì thì cái đường mình vẫn còn nên không sao đâu. Tiếp tục thì mình sẽ xây dựng như thế nào đây? Nói chung cũng đơn, cũng không quá khó đâu các bạn à. Mấy cái đường trong đây mình dọn bớt rồi để mình có thể lấy nó theo để chúng ta đựng block các thứ ha. Mình nghĩ cần nhiều cái viên thạch đấy. Và công nhận là cầm thế này nó sẽ nặng người lắm á các bạn ơi. Thật sự. Nhưng thôi chúng ta cứ cố gắng thôi, lên trên đó xây dựng chứ cũng không sao. Nhiêu đây mình có cần thêm sắt hay cái gì để làm thêm hàng rào được không ta? Mình thực sự nghĩ là nó sẽ cần ấy, đem hai cái đường theo. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi như thế này. Và lên tầng 2. Có thấy người mình nặng không? Nặng quá trời nặng luôn. Ok. Tụi team mình thì vẫn đang khá là an toàn. Oh my god, mình bị nhiễm rồi. Mà các bạn nói là những thành viên này sẽ không sao đâu, nên mình nghĩ chắc là bị nhiễm cũng không vấn đề đó các bạn ơi, không vấn đề gì đâu. Ok. Tại vì bây giờ cũng chờ khá là lâu đấy, chúng ta cứ xây dựng luôn đi. Tại vì có bạn nói mình nó sẽ không liên quan tới cái mất ký sinh trùng đâu, nên mình sẽ cố gắng tin nhá. không sao, mình tin mà. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên đây. Chúng ta sẽ nâng cấp cho cái máy nó cao lên một bậc. Cao lên, phải cao lên nhá. Rồi, ở đây thì mình sẽ lấy những cái đuốc ra. Tại vì mình sẽ không cần tới nó nữa. Sau này mình sẽ thay bằng lava ở trên đây. Thì lava nó sẽ vừa chống được TNT nổ này, là cái thứ nhất, và nó vừa gây sát thương được lên tụi quái, thì mình nghĩ nó tương đối quan trọng ấy. Tiếp tục mình sẽ bỏ cái này ra. Cái rune này nữa. Ok. Bây giờ mình sẽ cần làm một vòng ở đây.
Đó, như thế này để cho tụi Raptor nó có thể mắc kẹt vô đây. À, không được nha. Cái lớp ở đây á thì có vẻ hơi không được nha. Ví dụ nó chìa ra ngoài thì có vẻ được hơn. Ừ, vậy thì mình sẽ xây dựng cái hắc diện thạch ở trong đây. Ok, bây giờ mình sẽ đào cái này ra cái đã. Mình hiện tại thì không có được cái dòng siêu thoát á, cái độ mềm mại để mà có thể lấy ra được cái block này nên mình cũng đang khá là quan ngại. Kệ, để vô đi chút xíu mình tính là sao. Bây giờ mình sẽ cho cái máy mình nó dày lên một chút xíu nha. Dày lên khoảng 2 3 block gì đó. Nên chắc là chúng ta sẽ xây dựng như thế này. Cái lớp ngoài vẫn luôn luôn quan trọng hơn. Mình tạm thời cho nó dày lên 2 block đi. Rồi, ok, nếu mà còn dư hắc diện thạch thì mình sẽ tính tính tiếp. Tại vì bây giờ hắc diện thạch thì cũng bị tụi Adaptive nó phá thôi. Bây giờ thì zombie nó không còn ấm gọi là đe dọa được mình nữa rồi, tại vì bây giờ chỉ có thể là những cái con ký sinh trùng mới đe dọa được mình thôi. Còn zombie bây giờ nó làm sao mà nó qua được cái lớp này của mình, nên là mình không sợ cho lắm. Chỉ sợ tụi ký sinh trùng thôi. Bây giờ ký sinh trùng sẽ rất là đáng sợ đấy. Mình vẫn cần một cái đường đi ra đi vô đi vào. Chắc chúng ta sẽ đặt bên đây như thế này. Ok. Đó, nó sẽ trông như thế này. Thì nó sẽ giúp mình gọi là cách ly được thêm một phần với lại tụi tụi ký sinh trùng đó các bạn. Ok, tạm thời thế này ha. Mình còn không quá nhiều cái hắc diện thạch cho lắm nhờ. Ok, xây lại fail rồi. Rồi, ở trong đây chúng ta sẽ cho một cái hồ lava chăng. Nhưng mà cái hồ lava chúng ta này thì nó vẫn gọi là khá là cận kề với chỗ kia. Và tụi Adaptive nó phá một cái thì lava chảy xuống nhà là coi như toang. Ok, mình đang xây theo cảm tính của bản thân á các bạn. Nên có gì các bạn thông cảm ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra thêm một ít cái này. Mình sẽ lắp lại full cái chỗ này bằng 2 block. Đó, hy vọng là chúng ta đủ block ha, lắp lại full chỗ này rồi mình đặt lava lên thôi là ok, không vấn đề gì hết. Mình nghĩ như thế này thì nó cũng tương đối là ổn định rồi các bạn à. Đây, như thế này thì chúng ta chỉ đặt lava lên đây thôi là được, nên chắc là mình sẽ không cần làm gì nhiều nữa. Ở đây lấy lại cục này cái đó. Bây giờ mà đem lava lên tận trên đây nó mới là vấn đề này. Mình có thể đặt dầu ở đây nha, dầu ở đây thì cũng đặt được, nhưng mà dầu thì mình thấy nó vẫn chỉ là cầm cự được tụi này thôi, rồi để cho nó dần dần trên đây là làm sao chúng ta phải tiêu diệt nó mới được. Đó, mình thấy cũng tương đối quan ngại đấy. Nên chắc là chúng ta vẫn nên đặt lava trên đây hơn. Ok. Ở đây thì nó vẫn còn một cái điểm nó hơi tương đối không hợp lý cho lắm. Từ từ mình sẽ cần lấy ra thêm một ít. Thì đó chính là cái chỗ hàng rào này này. Tụi ký sinh trùng ấy nó có thể leo lên tới trên đây ấy. Nên mình nghĩ sẽ cho một cái góc nó chìa ra ngoài như thế này. Đó, để tụi nó có thể bị mắc kẹt trong đó. Rồi mình sẽ thêm một cái lớp hàng rào ở dưới đây nữa. Chắc là được ấy, không vấn đề gì đâu. Ok. Hoặc là không thêm cũng được, tạm thời như thế này đi. Thì mình thấy nó sẽ tương đối ổn định nè. Ok. Ôi trời gần tối rồi, khá là nhanh. Để mình xây dựng xong cái lớp trên đây nữa. Chúng ta cho lava vô trong đây nữa sẽ thành một cái hồ lava trên mái. Thì chắc cũng được. Rồi nếu mà sau này mình muốn làm bức tường lava khi mà ngày 100 tới nhanh ấy, mình chỉ cần đứng múc lava rồi đứng ở trên đây thôi, nó chảy ra là được. Đó, như vậy thì một công nó sẽ đôi việc luôn. Rất là tuyệt vời. Ok. Mình chỉ cần phá luôn cục hắc diện thạch đó nữa. Cục này hơi kỳ nghe. Thế là mình tạm xây dựng được xong rồi, nhưng mà mấy cái cây nó đã mọc lên này, mừng thật sự. Bây giờ nhảy xuống thôi, bây giờ xuống đường khác nó cũng hơi khó. Nên là ok. Đừng. Một phút hồ đồ của mình đã làm tan nát cái chỗ dưới đây rồi, nhưng mà thôi không sao, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Trời ơi. Sao mấy cái pha mình nhảy xuống cái này không bao giờ thành công rồi ta? Chắc do trình độ còn kém quá. Ok, không sao. Quan trọng là cái chỗ đó thôi. Bây giờ thì cũng đã hoàn thiện được rồi, mình chỉ cần múc lava lên trên đó nó thôi là xong ha. Thì để mọi việc nó êm xuôi thì bây giờ chúng ta sẽ cất thêm một ít đồ cái đã. Ok, ngày mai mình chỉ cần lấy thuốc rồi chúng ta đi múc lava thôi là được. Ở đây chúng ta sẽ cần cất mấy cái hắc diện thạch block rồi vô trong đây đi. À, đá để mình có thể bắt được lên mái ha. Ok, mình mới đặt thêm đuốc ở trển rồi cho nó sáng cho trển ra. Ôi tạm thời như vậy rồi. Bây giờ mình đang muốn test một thứ nữa. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ cần lấy thuốc nha. Xô thì mình có rồi. Thuốc. Mình nghĩ là để full cái hồ đó chúng ta cứ đem hờ 3 bình đi. Lúc nãy mình có bị nhiễm ấy. Bây giờ mình thử lại đứng gần tim coi, mình có bị nhiễm không? Nếu không thì những cái tim như vậy tim mình sẽ miễn nhiễm nha các bạn. Chính xác là như vậy luôn rồi. Đó, một thông tin rất là tích cực. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi. Không biết tối thế này có ơi, hờ máu cũng chơi vậy nha. Ok. Mình hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra khi mình ngủ tới 5:30 sáng. Để mình sẽ đi đặt lava nhanh luôn và chúng ta sẽ chuẩn bị. Từ mình cần nghe tiếng cái đó. Không nghe tiếng của ký sinh trùng. Ok, có vẻ là ổn. Ok, ngày mai thì mình sẽ nhanh chóng mình đặt để mà chúng ta đối mặt với lại cuộc xâm lược lần thứ 7 ha. Bây giờ thì nó sẽ tương đối quan trọng này. Chúng ta sẽ múc lava kiểu gì. Hồi qua mình có làm hư một cái chỗ ở nhà này. Nên chắc là mình sẽ múc lava theo hướng đó để mình. Nếu mà lava nó có chảy ra ấy thì nó chảy xuống ngay chỗ đó nó bù đắp lại cũng được. Ô, cái chỗ này nó hơi fail này.
Ok, múc ở đây được nè. Múc ở đây có vẻ khá là được. Chắc là mình sẽ đọc thêm một cái cầu nữa. Còn tới bây giờ ngày bao nhiêu? Ngày 67 à. 67 thì vẫn còn sớm nha. Vẫn còn sớm. Chỗ lava này nó tương đối bị lỗi nè. À, mình có thể múc ở đây rồi mình đi bộ lên trên kia thì lava sẽ chảy ra cũng được. Ok. Chiến thôi. Làm một lọ nào. Bây giờ mình sẽ lấp đầy cái chỗ đó lại. Ok, hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Sẽ ổn thôi. Ok, được chưa? Không được luôn. Quái chè đậu thiệt, biết bao nhiêu biết bao nhiêu tâm tư tình cảm của tôi. Oh my god luôn á. Không được các bạn à. Mình ghét cái điều này thật sự nha. Nó bào mòn sắc của mình rất là nhiều luôn ấy. Lần này thì được. Đáng ghét thật. Ok, lên thôi. Lava đừng có chạy sớm nha. Từ từ thôi lava ơi. Ok, nó chạy rồi. Mỗi lần nó chạy thế này nó sẽ làm khó mình rất nhiều. Ok. Làm sao ta? Ok, lên tiếp. Thực sự là hơi làm khó mình ấy. Chúng ta sẽ đi vô trong đây. Nhảy qua. Ôi thôi. Định nhảy qua luôn á. Ok, làm một cái đường đi. Như thế này. Mình sẽ chạy xuống đây luôn. Đó. Chúng ta sẽ có một cái hồ lava ngay dưới chỗ này. Rất là tuyệt vời. Ok. Xong chỗ này thì mình chắc là mất một lọ thuốc thôi, không có nhiều đâu. Ôi sao nó không chịu chảy ra nhỉ? Ok, chảy ra đi. Một cái hồ lava. Càng nhiều lava dưới đây càng tốt. Ôi các bạn ơi, lúc nãy mình có thấy một con adapted ký sinh trùng các bạn à. Ghê quá. Bây giờ bắt đầu thấy tụi này nhiều rồi, mình nghĩ là 1100 khó trụ ấy. Ừ, những cái cây nó xong hết rồi, bây giờ không biết có can đảm ra để mà lấy không nữa. Sợ thật sự. 20 mấy giây chắc đủ nhờ. Ok, đi ra thôi. Rồi, như vậy chắc là được. 19 giây à, ok, chắc được rồi. Rồi, xong. Như vậy chúng ta chỉ tốn khoảng một bình thuốc thôi. Không quá là nhiều ha. Hú hồn. Quên, mình còn cầm cái này mình quên đặt ra nữa. U là trời, sợ thật sự. Bây giờ đi xuống sao ta? Nói chung cái chỗ này thì mình vẫn muốn đặt thêm một cái lớp lava chảy ngược vô nữa. Nhưng mà thôi, cái này được rồi. Cái này chắc là ổn rồi đấy. Nó sẽ có một cái hồ lava trên máy và nó sẽ bảo vệ mình cũng kha khá đấy. Ở đây thì chỉ có một cái nguy hiểm nữa thôi. Là cái bức tường này của mình nó có một lớp thôi. Và nó sẽ tương đối nguy hiểm nếu mà tụi ảo tiệt tấn công. Ở đây, đây, các bạn thấy không? Nó kìa. Để con nhện, con này nó có kỹ năng nó sẽ hút mình lại chỗ nó. Ôi bây giờ làm sao mình xuống ta? Ở các bạn tin mình không? Mình nghĩ mình làm được lần nữa đấy. Ok. Ok không sao các bạn ơi, chúng ta không mấy hồi phục. Dở thật sự. Ở bây giờ mình đang không dám đi mai đấy, buổi sáng rồi. Nhưng mà buổi sáng do là mình ngủ khá là lâu sáng ấy. Nên là tụi này nó spawn ra vẫn được khá là nhiều. Sợ thật sự. Ở đây, bây giờ mình chỉ còn một quan ngại thôi là cái bức tường chỗ này nè. Thì mình nghĩ nó cũng sẽ, nếu mà có con adaptive bay nữa ấy, nó có thể phá được block chỗ này các bạn à. Mình nghĩ nó sẽ hạn chế tối đa lên tầng 2. Nó mà thấy mình nó sẽ phá block ấy. Còn nó không thấy mình chắc là không sao. Ok. Để hồi phục cái đó. Ok, hồi phục xong rồi. Chúng ta sẽ đi xuống để mình chuẩn bị một vài cái thao tác khác thôi. Ngày hôm nay là ngày 67 rồi. Chắc là mình nghĩ là đủ đấy mà. Chúng ta chuẩn bị đối mặt với cuộc xâm lược lần thứ 7 rồi đó. Mọi thứ cũng đã ổn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi tranh thủ thu hoạch cái gỗ này xong. Rồi chúng ta đi vô ngủ một đêm. Rồi ngày mai đi mai. Rồi sau đó chúng ta về đối mặt với cuộc xâm lược lần thứ 7. Đó là tóm gọn của tập hôm nay. Mình nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Hy vọng ngoài đây sẽ không có con ký sinh trùng nào. Và để nó đánh lén mình một phát chết luôn thì chắc là mình nên mặc giáp vô. Ok. Bây giờ thì ven mai chỗ này phải ven mai khoảng 2-3 lần mới được á. Ok, cứ ven mai đi. Đó, các bạn thấy chưa, nó vẫn còn ở trên đỉnh khá là nhiều. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là mình sẽ làm được. Nó gần mình quá. Sợ thật. Có đó mà giếng mình thì thôi, mình vô phương cứu chữa các bạn à. Vô phương cứu chữa luôn ấy. Đáng sợ thế. Ok. Chúng ta sẽ tốt khoảng 2 phát để mà ven mai xong. Sao mình không đặt cái máy dịch chuyển đó, chúng ta có thể làm xong cái này mình dịch chuyển vô ta. Mình quên. Đúng rồi, ngày mai đi mai thì mình sẽ đặt cái máy dịch chuyển ha. Chúng ta có được khoảng 1 stack rưỡi. Wow, nhiều nha. Mình nghĩ chúng ta chỉ cần thu hoạch 2 cây thôi là đủ á. 2 cây thôi là mình đi vô được rồi. Ở đây lâu nữa là chúng ta sẽ hẹo á. Thật sự là hẹo thiệt á. Không đùa đâu. Bây giờ mình không dám đùa tử thần các bạn à. Đầu series chúng ta còn không mất cái gì được. Còn bây giờ mình đã có nguyên cái căn cứ xịn rồi. Là mất nguyên cái căn cứ sẽ rất là buồn ấy. Ok, để mình nhìn tổng quát lại xem coi. Có vẻ chỉ có một con này thôi. Bây giờ giết nó không ta? Để chút xíu mình vô nhà rồi mình bắn ra thì nó sẽ ổn hơn. Ok. Ở đây thì chúng ta bao nhiêu đây gỗ chắc là sẽ đủ tạm dùng rồi đấy. Còn mầm cây thì từ mình tính sau ha. Cứ tranh thủ nhặt được nhiêu nhặt đi. Ok. 3 mầm rồi. Hay nó rớt thêm một mầm nó đi rồi mình trồng lại một cái cây to khổng lồ luôn. Được ấy. Rớt đi.
trước khi con đó lại đây và trước khi trời tối nhé. Ơi, không có giỡn đâu. Cái cây này là cây bên kia à? Cây bên kia rớt các bạn, ở đây rồi. Đó, mình sẽ có một cây nữa. Như vậy chúng ta lỡ một cây à, nghe cũng buồn ấy, nhưng mà thôi không sao. Ôi, lỡ rồi. Cây này bên mai có một lần à. Ok. Vậy thì mình bên mai hết luôn. Ngon. Rồi, bây giờ mình cố gắng mà nhặt mầm. Trước khi trời tối rồi mình vô nhà nha. Ơi, nó thấy mình không vậy? Không đâu hết. Câu trả lời chắc là không đâu. Ok, chúng ta được thêm một mầm ở đây nữa. Ok, như vậy chúng ta đã đủ để mình trồng trọt lại đấy. Đây, một mầm bên đây. Thêm một cái gọi... Ui, rất nhiều vậy bro. Vừa thôi, đủ rồi, tôi cần rồi. Đủ thứ tôi cần rồi. Trời tối rồi các bạn à. Và cái mầm cây bên kia nó rụng khá là lâu nên thôi. Bên kia mình sẽ... Để đảm bảo an toàn cho mình sẽ trồng lại bao nhiêu đây là được rồi. Chúng ta được bao nhiêu gỗ ta? Rất là nhiều gỗ sau cái chuyến đi này nha. Ngon. Giờ mình sẽ nung một ít lên thành than gỗ. Rồi còn một ít thì mình sẽ để dành để mình dùng dần ha. Chúng ta có khoảng 3 stack gỗ. Gần 3 stack gỗ gỗ thông, rừng thông ấy. Gỗ này gọi là gỗ savan đúng không? Mình cũng không nhớ tên nữa. Hình như không phải. Gỗ gì á, thôi kệ đi. Ở đây chúng ta có những cái gỗ sồi sẫm. Ok. Ở đây thì mình sẽ chắc là lấy một cái này để mà chúng ta nung lên. Để cho nó thành than gỗ nhá. Mình sẽ không nung bằng than đâu. Mình sẽ đem theo khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 10 để chúng ta dùng trong tập hôm nay. Cái số lượng này mình sẽ tự nung lên như thế này. Than này à? Than này tự nung cũng được, không sao đâu, cứ nung đi. Đó, thì nung full lên nó sẽ trông như thế này. Bên đây mình còn một ít đá này có thể gọi là tương đối thẩm mỹ nè. Để xem coi chúng ta có thể xây dựng được cái gì hay không. Hiện tại nhà mình nó đang rất là tiết kiệm diện tích các bạn, nên thôi chúng ta nên như thế này được hơn. Rồi, block để mình có thể bắt chạy các thứ này. Rồi, mọi thứ ổn định rồi, mình sẽ chế tạo một cái máy dịch chuyển ha, ở số 4. Đây, và khi mà chúng ta đi mai xong, mình chỉ cần dịch chuyển quay trở lại thôi là được. Như vậy thì nó sẽ nhanh và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Bây giờ là ngày đêm 67 rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ngủ. Và sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Tối hôm qua mình có bắn con này rất nhiều lần nhưng mà nó không có xi nhê các bạn à. Mình cảm thấy đáng sợ đấy, để làm có cách nào mình đi thiệt xa cho nó despawn không? Ghê thật. Ok. Tạm thời thì ổn. Ê, mình thấy còn cái sinh trùng ở đây mà ta. Đâu có tiêu rồi. Một cây này mọc lên nữa này. Như vậy gỗ thì mình không lo thiếu nữa rồi. Đây. Phải cầm súng đi ra ngoài các bạn nó mới an toàn được. Bây giờ sẽ đi đi mai từng khúc muối một nhá. Muối nó sẽ bây giờ tương đối quan trọng ấy. Mình sẽ mai trên đỉnh núi để mà chúng ta có thể né được mấy cái không dùng mấy cái mặt nạ để mà đi xuống hang. Ok. Tại vì dưới nó sẽ thiếu oxy đấy. Ok. Zombie thì bây giờ nó không đáng sợ các bạn à. Không đáng sợ cho lắm nha. Đây, mình sẽ lên những cái ngọn núi này chúng ta lấy muối. Hôm nay là ngày 68 đúng không? Chính xác. Và đêm 68, chiều 68 thì mình sẽ đi về. Đây một cái này, 2 này, 3, 4 này. Ok, 5 này, 6 này, rất là nhiều. Để mình cố gắng mình lấy hết những cái chỗ này. Và sau đó chúng ta sẽ đi về. Mình làm một cái trứng này. Thấy những con zombie bây giờ mình không sợ, mình lại mừng á. Tại vì nó mấy con zombie này nó không đáng sợ bằng tụi cái sinh trùng. Cái chỗ lần trước kìa. Tụi cái sinh trùng cực kỳ sợ luôn các bạn à. Su bây giờ gặp con Raptor là nó lượm tiền mình đấy. Đây các bạn thấy không? Hero can lock, cái đó cái gì đó? Tại sao nó lại có cái... Hồi nãy là những con ký sinh trùng đúng không? Những con ký sinh trùng mà nó giết người chơi nó sẽ biến thành á. Mình nghĩ đó chính là những con đó đấy. Đây, cái tên nó nằm dưới mặt đất như thế này, nhìn nó cũng sợ thật sự. Ok, mình sẽ giết mấy con zombie bằng cái súng này cho nó nhanh. Rồi, vậy chúng ta sẽ tiến hành đi mai thêm thôi. Hy vọng là không có con ký sinh trùng nào gần đây ha. Đi mai có một xíu thôi mà mình được 29 rồi. Mà chỉ tiêu của mình là chỉ có nửa stack thôi là đủ rồi. Không hiểu sao nó nhiều vậy luôn ấy. Ok. Bên đây thì nó có một vài quặng nhưng mà tuy nhiên zombie... Có ký sinh trùng. Ký sinh trùng hang, trong hang nhiều lắm mà con ơi. Ý ghê thiệt, bên đây zombie nhiều không sợ nha. Mà cứ sợ tụi ký sinh trùng kiểu gì ấy. Trong hang nó rất nhiều luôn ấy. Mà có thấy có chỗ có muối nữa, tiếc ghê á. Ok, bên đây có muối này. Mà qua đó lấy được không? Tụi zombie cũng đông quá. Cũng gây trở ngại mình phết đấy. Ok, nhưng mà không sao đâu. Đỡ sợ tụi cái sinh trùng nhiều. Tụi cái sinh trùng nó cứ ghê kiểu gì á. Muối nhiều lắm nha. Cứ cố gắng đi mai đi. Rồi đi về lẹ trước trời tối. Đó, 34 liền. Tuyệt vời liền. Trên mấy cái ngọn, cái đỉnh núi này nhiều thiệt á. Ở bên đây là cái đường nhiều zombie đó các bạn à. Để mình lui về bên kia thêm chút xíu xem sao. Ghê không. Rồi nó kìa. Không biết nó thấy mình không ta. Raptor nó sẽ không thấy mình xa tới như vậy đâu á. Ok, ơi, đừng bro ơi. Đừng, chúng ta là bạn đi. Ghê thật. Nãy giờ thì mình đi mai khá là ít luôn. Trời tương đó xế chiều rồi, nhưng mà mình được tương đó là nhiều nha, được chỉ tiêu luôn. Đây, mình chỉ cần có nửa stack thôi.
Ai ngờ đêm mai ra được bao nhiêu ta? 78. Ô là trời, bên đây còn thêm này. Đó, cái này một cái nó không nhất thiết nó sẽ ra một nha. Nó sẽ random cho mình. Đây các bạn thấy không? Nó ra cho mình khoảng 3 cục luôn này, nhiều thật sự. Cúp sắt à. Trời sắp chiều rồi, chúng ta có nên đi về không ta? Câu trả lời là mình được nhiều rồi ha. Chắc cũng không nên tham lam quá đâu. Để xem coi, còn các bạn là cuối cùng không? Để chúng ta chở cái rồi về. Ở trong hang này có khi nào có cái sinh trùng không nhỉ? Vô thử không? Ok, vô thử đi. Có một vài quặng bên đây nhưng mà thôi, cứ từ từ đi, không sao đâu. Ở đây là một căn cứ có tim xanh, tim đỏ gì đó. Để mình đi qua mình lấy đồ về nhà trang trí, đúng rồi. Để mình lấy đồ về nhà trang trí hợp lý hơn. Nhà mình đang cần trang trí ấy. Cái thành viên team bên đây chắc là cũng đã hẹo lâu rồi đấy, nên chắc là được. Bên đây có rương, có cửa sắt, có cái bàn nhỏ. Ok, được. Chúng ta sẽ lấy cái điều này. Bỏ cái này ra. Cái này là cái gì nhỉ? Ôi, cho tôi vô đi. Đi vô không được à? Đây được rồi nè. Ok, trong đây nó có cái chỗ này, một cái giường trắng. Những cái khói thạch anh, trời. Mà lẹo lũi vậy. Đồ ăn xe. Cái này cũng được. Ok, đi về. Mình nghĩ tới lúc đi về rồi, trời sắp chiều rồi. Phía đây có tôi đâu. Ok, mọi thứ vẫn ổn. Bây giờ mình chế tạo cái máy này và chúng ta đi về thôi. Và khi mình đi về xong thì mình sẽ hủy cái máy này, là sẽ không có con nào đi về chung được với mình hết. Tỷ lệ 10% khá là ít nhỉ. Ok, 50% nữa thôi, nhanh lên. Trời sáng chiều rồi. Giờ đợt này ngủ chắc là mình sẽ AFK 2 đêm để chúng ta tới cái đợt xâm lược luôn. Nó sẽ thương nó được đấy. Đi về thôi nào. 3, 2, 1. Và thế là chúng ta đã về được căn cứ một cách cực kỳ an toàn. Mình sẽ hủy cái máy số 3 nha. Hủy luôn. Đó, quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ lên chắc là hồi phục chút xíu nha. Quên, ở đây mình đã nung sau được 54 rồi. Mình sẽ biến tất cả thành thuốc súng luôn, không có ngần ngại gì cả. Lẽ nào, sao lại lát vậy? Đây, trời ơi, đáng sợ thật. Đó, có 54 thuốc súng nữa. Và chúng ta đã được một stack máy. Ở đây thì mình còn khoảng gần một stack này nữa. Nên chắc là mình sẽ nói thêm cái than gỗ đi. Gỗ mình thì có cực kỳ nhiều luôn. Tính ra thì thuốc súng nó cũng không quá là khó chế tạo đâu. Rất là dễ luôn ấy. Rồi, bao nhiêu đây thì mình chỉ cần đáng quan ngại nó là sắt thôi. Chiến đi mai tìm thêm muối, nhưng mà thực ra là sắt rất là khó tìm các bạn ạ. Bây giờ đi giao hàng kiểu gì cũng gặp tụi cái sinh trùng hết, nên chắc là mình chỉ còn cách là dùng tiết kiệm thôi. Ở đây thường sẽ trang trí một ít rồi đi ngủ thôi. Cất cái này ở đây. Bây giờ những cái lá cờ này trang trí như thế nào được nhờ? Đây được không? Chắc là như thế này thôi là được rồi đó. Một cái bàn ở đây để mình ngồi mình chầm hổm mình ăn cơm cũng tạm được. Cái máy December thì mình đã trên kia rồi, nên ta cũng được. Cất thêm một tí đạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ AFK 2 đêm và chúng ta sẽ chuẩn bị đối mặt với lại đợt xâm lược nhé. Hiện tại là sáng ngày thứ 70 rồi. Và mình đã phát hiện một thứ rất là đáng sợ các bạn ạ, đó là con này. Và theo như là mình đã thử nghiệm trong cái map thử nghiệm của mình ấy, thì khi mà chúng ta bắn con này ấy, nó sẽ đi lại mình. Và với hai cái súng của mình ấy thì mình không thể kích liệu được. Tại vì một sát thương duy nhất đó các bạn, thì hai cái súng này ấy, thì nó sẽ gọi là miễn nhiễm ấy. Mình sẽ cần khoảng 3-4-5 cây súng vậy mới kích liệu được con này. Mặc dù là chấp luôn cái lava đó, mình nghĩ là bây giờ mình sẽ có một cái phương án khác trước cái đêm nay. Tại vì đêm nay nó mà ào vô thì to toàn ấy. Giờ thì mình đã có sẵn một cái máy ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi dụ nó, để mà chúng ta có thể cho nó xa căn cứ của mình càng nhiều càng tốt nha. Ok, mình nghĩ chắc là được ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị thôi. Thậm rồi mình sẽ còn phá mấy cái này để chuẩn bị cho tối nay nữa. Có một cái bacon ở đây nên đất của nó mọc như thế này các bạn ạ. Có một cái bacon đấy. Ok, bây giờ thì dụ nó đi thôi. Cái này thì sẽ hơi đáng sợ, tốc độ của nó sẽ rất chậm nên mình cũng không sợ nó lắm. Đó các bạn thấy không? Nó có thể thấy được mình đó. Giết thằng này trước. Đó, nó thấy được mình rồi kìa. Đây, thấy. Không ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo đường này. Get go. Dụ nó đi xa, càng xa căn cứ càng tốt. Hey, get go. Ok. Ở đây thì mình có thể đi ra bằng đường này. Ok. Nó thấy mình chưa? 1, 2, 3. Ok, mọi thứ có vẻ ổn. Bây giờ mình sẽ dụ nó đi càng xa càng tốt nhé. Mày có cái bacon ở đâu vậy? Chết rồi. Làm sao chúng ta có thể hủy hoại được cái đó đây ta? Hơi đáng sợ nhờ. Ok, nhưng mà con này thì mình chống được, chống chọi được. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt cái cây bacon này trước. Đây. Chết mà đi. Ok. Cuối cùng cũng xong. Ghê quá các bạn ơi. Thực sự là hơi ghê ấy. Bây giờ thì dụ nó đi thôi. Đó các bạn thấy không? Bắn nó là nó thấy mình ngay à. Ok, chạy xa căn cứ càng tốt. Xa thiệt là xa. Mà tới đây. Ê. Việc chúng ta kết liễu nó thì sẽ rất là khó đấy. Ôi, một cái thằng này tao chịu không nổi rồi.
Nó xuất hiện con long am hay là cái gì nữa chắc là tôi chết quá. Có cái nào có mấy con Mendicator không? Con đó thì nó có thể tàng hình đấy. Con này thì nó có thể phá block nhưng nó không thể bắt block được. Dù nó ra xa thêm tí nha. Ê, lại đây, lại đây. Ok, dù nó lại đây thêm tí nữa. Rồi chúng ta bay về nhà. Trời thì vẫn còn sáng. Về nhà rồi mình sẽ phá những cái block kia gần nhà để mà chúng ta có thể đảm bảo cái an toàn tối đa trong tập hôm nay nhá. Mình đang hơi rén chút xíu bà con thông cảm. Ok, con này thì nó bị nhiễm khá là kinh đấy. Rồi thôi, không giết được nó thì tôi cứ chạy thôi. Một xíu nữa tới đây chắc là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ chạy lại chỗ này để chúng ta đi về ha. Ok, chạy xa xa nhà chút xíu. Chỗ này được không? Nó còn đi theo mình nữa kìa. Được rồi, làm gì đi dài vậy. Ok, xử lý thằng này. Còn không? Hình như nó hết đi theo mình rồi. Ok, được, được, được. Tuy nhiên thì bây giờ có tụi zombie ở đây nó có tương đối phiền ấy. Bây giờ thì bấm cái này, số 3 đặt ra. Rồi, phòng thủ trước khi cái này nó xong. Rồi chúng ta đi về ha, là được. Nhường này, ok. Tụi zombie thì mình không ngại cho lắm. Tụi zombie bây giờ rất rất là đơn giản. Xong chưa? Ok, gần xong rồi. Thế là chúng ta sẽ ổn nhá, để dụ một con đi. Không lẽ mình cứ dụ tụi nó đi thế này rất là căng luôn ấy. Mới có ngày 70 à. Đêm nay sẽ là khá là căng thẳng đây. Ok, thế là mình đã về căn cứ thành công. Mình sẽ hủy cái máy nó đi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi thôi. Đi ra ngoài để mà mình phá vỡ một vài thứ để chúng ta chuẩn bị cho đêm nay. Nó đi khá xa nhà mình rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình không còn thấy nó nữa rồi. Tuy nhiên ở đây có một cái con. À, một con chim bình thường thôi. Cái chỗ này chắc từ từ sẽ biến mất, chắc là không sao đâu ha. Ở đây chúng ta sẽ phá những cái chỗ này như mình đã nói đây. Đó, từ từ vật nó leo vô thì nó sẽ rất là phiền. Nên cứ phá bớt thôi. Mấy cái đường bên đây thì không thấy con cái sinh trùng nào hết nên mình nghĩ cũng sẽ ổn thôi. Ok. Còn cái lớp cát, lớp đất lúc nãy mình chưa phá nữa, không biết có sao hay không. Mà chắc như vậy là được rồi đó, không sao đâu. Bây giờ thì mình sẽ chờ cho tới trời tối và chúng ta sẽ chuẩn bị đối mặt nhá. Rồi, khá là hồi hộp đấy. Và cuối cùng thì màn đêm cũng đã buông xuống đó các bạn à. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần cho một cuộc trận chiến nào. Trời, tính ra mình còn 3 đợt ấy mà mình cứ như là đợt cuối cùng vậy đó. Ok, nhưng không sao, chúng ta cứ lượm tiền đi. Ở đây chúng ta sẽ cất một cái cây cúp này vô luôn đi. Mình nghĩ chúng ta phải cần nhiều súng hơn là 2 cây. Phải cần nhiều hơn. Ở đây thì mình sẽ xem cái rương súng của tôi cái đã. Ở đây thì mình có thể dùng cây này nếu mà có những con adapted nó tấn công vô. Những cái cây này. Đây, những cây này nó sẽ làm một cái súng mới. Có cái đạn riêng thì mình nghĩ nó sẽ tương đối hợp lý. Ừ, chấp nhận được, chấp nhận được. Ngoài ra chúng ta có shell. Shell này thì mình sẽ dùng cho shotgun vậy. Và cây này. Cái này sẽ là biện pháp cuối cùng chăng? Có thể, nhưng mà thôi mình không dùng cái này đâu. Bây giờ mình sẽ gài đạn full cho cái cây này. Ok. Mấy cây này thì nó còn đạn mà, 34, 4 viên, 5 viên. Ok, được. Và bây giờ mình đã sẵn sàng rồi. Chuẩn bị chiến đấu thôi. Mình nghĩ là sẽ mặc full giáp vô để cho nó cẩn thận, cho nó an toàn chút xíu. Cầm cái cây này. Rồi, chắc là chúng ta nên như thế này. Bây giờ thì chiến thôi. Chiến thôi. Ok, mình nghĩ nó sẽ ngủ tới 12 giờ và chúng ta chuẩn bị triển luôn các bạn ơi. Ok. Thời gian trôi tương đối nhanh. Hôm qua mình ngủ rất là lâu nha, tại vì có cái con kia đứng gần nên ngủ cực kỳ lâu luôn. Nhưng mà hôm nay thời gian ngủ nhanh hơn, có nghĩa là không có con nào gần mình. Ok, 12 giờ sắp tới rồi bà con ơi. Mình sẽ tới 11:55 mình sẽ thức dậy nhá để mình đón giao thừa. ok và bùm. Ok. Gì đó? Mày có ổn không? Oh my goodness. Bắn nó đi bro. Và đợt xâm lược đã diễn ra. Ok, nó trúng tim mình rồi. Nhưng mà chắc là tim mình sẽ không sao đâu. Mình nghĩ là không sao đâu. Xuống tầng 1. Mình nghĩ là mình sẽ xuống tầng 1. Lẹ. Tầng 2 cứ để yên nó đi. Đây. Có những con creeper này các bạn. Nó tấn công như thế này rất là đáng sợ. Mình phải làm như thế này. Mình phải cần tiêu diệt với con human trước. Có những con creeper thôi nên cũng không sao. Cũng được nhờ, cũng đâu có gì đáng sợ lắm đâu ta. Ok, đợt xâm lược thứ 7 của chúng ta nó sẽ như thế này. Ồ, đây, Robot 25. Chính rồi, mình hiểu mấy cái tên nó là gì rồi. Chính là mấy con cái sinh trùng này nè. Thì ra là như vậy à. Ok, mọi thứ đang vẫn còn trong tầm kiểm soát của mình các bạn ạ. Chưa có gì mà nó vượt qua ngoài tầm kiểm soát hết á. Ok, ở bên đây thì có những con cái sinh trùng đã bị cháy từ bên ngoài rồi. Sao lại lát vậy. Có những cái cây, đây, nó bị cháy ngay từ bên ngoài luôn các bạn ạ. Rất là ok. Những đợt xâm lược này đã được bảo kê từ lava rất nhiều. Giờ chỉ còn chống chọi với những cái con. Mình nghĩ là mình sẽ gỡ cái cây súng này ra luôn đi. Mình nghĩ cây súng này nó đang khá là nguy hiểm á. Cây này từ từ nhá, mình sẽ gỡ nó ra. Ok.
Rồi, bây giờ mình sẽ cần chống chọi ở chỗ này thôi. Một, điểm điểm danh. 1, 2, 3, 4, 5. Ơ, 1, 2, 3, 4, 5. Mất một ông rồi các bạn à. 1, 2, 3, 4, 5. Ờ, đúng rồi. Chúng ta mất một thành viên rồi cơ à. Đáng sợ thế. Ok, những con ký sinh trùng nó bị chết hết rồi hay sao ấy. Ok, trên đây thì vẫn ổn nhá. Ở dưới đây thì đây, tụi nó đang ào vô rất là đông. Nhưng mà xui cho tụi bay là lava của ta đã chuẩn bị từ tập trước rồi. Xịn sao thật. Đêm nay là cái đêm mà mình đang thấy ổn nhất á. Nhưng mà chưa xong thì mình vẫn chưa thể gáy sớm được. Chưa thể gáy sớm được, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút xíu. Nhìn ra ngoài một chút xíu. Không thấy ai. Bên đây thì có một cái cục đó. Bên đây cũng không có gì đáng sợ luôn. Rất ổn, rất ổn. Ok. Ok la. Wow. Trên đầu mình thì cũng không có mấy con bay bay luôn. Wow. Hình như có đợt xâm lược tiếp. Tiếp tới rồi. Mình nghe tiếng lâu lâu nó hét lên cái là có một đợt xâm lược tới ấy. Để xem coi đợt này nó đi từ hướng nào. Bên đây. Đợt này nó đi từ bên đây. Và đa phần là tụi nó chết hết bởi lava của mình rồi. Cái gì? Cái gì mà kêu bập 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 vậy? Rồi. Mình biết là cái gì rồi. Ơ nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5. Ờ vẫn còn 5 người. Mà hình như có một cái bacon mọc gần mình hay sao ấy. Ơ mày chết. Cái tụi này nó mắc bẫy vô đây nó tự chết hết rồi. Nó mình cũng không cần phải phải động tay động chân luôn á bà con à. À bây giờ mình chỉ sợ những con adaptive thôi chứ không còn sợ cái gì trong series nữa luôn ấy. Là những con gọi là ancient, những con cổ đại ấy. Ok. Thêm một đợt tới nữa. Đợt này thì từ hướng nào? Hướng này thì không có có vụ cháy. À, đợt này là từ hướng này. Giết nó trước khi nó bay vô. Ok. Ừ. Cái gì đấy? Nó bay xuống á, lần này nó bay xuống các bạn à. Ok. Ờ, đáng sợ thế. Ok, đúng rồi, đợt này là từ hướng này. Nhưng mà theo như mọi thứ thì vẫn còn khá là ổn đó với mình ha. Ờ, trên đây thì đây. Mình cứ còn giết nó. Ok, chết đi. Mình cần chết bớt đi. Đợt này là mấy con bay là nhiều nha. Ok. Ui. Nó nổ một cái là mất vài team á. Đáng sợ thật. Team mà đứng gần đây chắc cũng sẽ hẹo đấy. Không đùa đâu. Nhờn à. Ok. Hai viên một con bay rồi. Mày nè. Trời gần sáng rồi. Hé sáng rồi thì phải. Ok. Và chỉ còn những con Raptor thôi. Raptor dưới đây thôi là xong đúng không? Ok. Và chúng ta phòng thủ xong lần thứ 7 này. Và lần này nó còn nhẹ nhàng hơn lần trước nữa. Do lần này mình đã sửa sang lại và chuẩn bị tương đối kỹ ấy. Nên là tụi ký sinh trùng nó không có gọi là xâm lăng được như lần trước các bạn à. Thậm chí nó không thể đi vô nhà mình luôn. Nên mà thấy lần này mình tương đối may mắn ấy. Ok. Nhìn lên trên máy thì không có con nào hết. Raptor. Ờ nó định nhảy. Mày à. Nhờn à. Ok. Mình sẽ cần nhặt khá là nhiều đồ của tụi này để chúng ta làm mấy cái lơ. Mấy cái lơ tương đối quan trọng nhé. Ok. Vẫn tương đối ổn. Đi, nhặt mấy cái lơ. Oh, mấy con Bradley nữa này. Ok, và đợt xâm lăng đã hết rồi. Đây có một vài con này, mà mấy con này nó không qua được lớp lava đâu. Nên mình sẽ không cần tốn đây. Gì ghê vậy? Ôi, mình nghĩ là nó đi vô mình phòng thủ hợp lý hơn á. Mình ở ngoài là chết chắc á. Tụi nó là không phải một con mà là một đàn. Ô là trời. Nhờn à. Như thế này thì nó sẽ không nổ trúng mình được. Hai viên là một con nha. Bùm. Ơ tim đỏ, Ủa xem xíu bắn trúng nó là hẹo đấy. Đi ra đi ông ơi, nó nổ cái là hẹo đấy. Đừng. Ờ rồi tốt. Đi ra. Ơ hiểu tiếng mình hả? Kêu đi ra liền. Ok. Như vậy là có thể nói là chúng ta đã phòng thủ xong. Nhưng mà không hiểu sao chúng ta đã mất một thành viên rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Có nghĩa là có một thành viên của mình bị gì rồi. Mấy ông đi lại đây hồi máu đi. Đi lại đây hồi máu đi giùm cái. Ơ gì đấy. Wow ngầu vậy. Ok mọi thứ ổn đó các bạn ạ. Bây giờ mình chỉ cần đi ra đây mình giết một vài con này nữa là xong. Bây giờ mình nghĩ là chúng ta có thể kết thúc tập này tại đây rồi. Nó cũng tương đối dài rồi. Và tập sau sẽ là đợt xâm lược lần thứ 8. Và hy vọng đợt này thì mình sẽ phòng thủ được. Ok tập sau thì mình sẽ cố gắng. Nếu mà nâng cấp được thêm cái gì thì mình cố gắng nâng cấp ha. Bây giờ thì mọi thứ có vẻ ổn rồi. Và tạm biệt tất cả các bạn nhé.